Xin chào các bạn. Tiếp tục diễn biến bộ phim Tây Hành Kỳ phần 5 tập 29, Hoàng đế Bạch Cốt đã tạo ra một trận mờ kiếm. Công chúa thấy vậy, phải liều mình tạo ra một kết giới bao phủ toàn bộ chiến trường bên dưới. Vô số thanh kiếm bị ngăn cản ở trên không trung. Chỉ cần cứu được mọi người, dù có chết thì cô cũng cảm thấy không hối tiếc. Hoàng đế nghe vậy tức giận, ông sẽ để cho cô phải trả cái giá đắt vì sự lựa chọn của mình. Ông gia tăng sức mạnh, triệu hoán ra thêm nhiều thanh kiếm. Trận mưa kiếm rơi xuống dày đặc hơn, kết giới bị tấn công quá mãnh liệt và nhanh chóng bị xuyên thủng. Công chúa thấy vậy lại gia tăng lực lượng duy trì lại kết giới. Hoàng đế cũng giơ kiếm điều động thêm nhiều sức mạnh thi khí. Một thanh kiếm đâm xuyên kết giới và đâm trúng người công chúa. Bị ăn chiêu này, công chúa Bạch Cốt đã không đứng vững nữa. Kết giới không có người duy trì nên nhanh chóng bị đánh tan. May mà hoàng đế không tiếp tục công kích đám người Đường Tam Tạng. Ông đi xuống trước mặt công chúa, cánh tay cầm kiếm định kết liễu nàng ta. Đường Tam Tạng cầm kiếm lao đến chặn lại đòn công kích. Hành động này làm cho ông ta thêm tức giận. Ông liên tục vung kiếm tấn công Đường Tam Tạng. Tốc độ ra đòn quá nhanh, Đường Tam Tạng hoàn toàn không có cơ hội phản công. Sau đó ăn một đấm bay ra xa nằm bất tỉnh. Hoàng đế nhanh chóng nhắm mục tiêu vào công chúa. Chiến sĩ Bạch Cốt chạy tới che chắn trước mặt để bảo vệ cô. Giờ chỉ cần chém trúng ông ta, hắn tin rằng mình sẽ có cơ hội. Hoàng đế Bạch Cốt vẫn cực kỳ tự tin. Ông ta lấy tốc độ sấm sét lao về phía trước. Chiến sĩ Bạch Cốt chưa kịp phản ứng thì đã bị đối phương vượt mặt. Hoàng đế vòng qua phía sau định chém công chúa. Rất may là chiến sĩ Bạch Cốt đã phản ứng kịp nên ngăn cản thành công. Điều này làm cho ông ta tức giận, lao tới tấn công chiến sĩ. Ông quá hiểu thực lực của đối phương, tốc độ của tên hoàng đế này quá nhanh. Chiến sĩ chưa kịp phản công thì đã bị chém đứt đôi người, vô số xương cốt bay ra ngoài. Sau đó thì bị ông ta đâm một kiếm kết liễu. Hành động này là để dằn mặt những kẻ dám chống đối lại mình. Những kẻ vọng tưởng chuyện đó sẽ có kết cục như thế này. Công chúa Bạch Cốt gắng gượng đứng dậy, cánh tay ngưng tụ lực lượng rồi tuyên bố, dù có chết thì cũng sẽ không khuất phục ông. Đi cùng với lời tuyên bố hùng hồn này, cô tạo ra một bàn tay xương cốt khổng lồ tấn công. Cánh tay vào số người ông ta một trường, hoàng đế Bạch Cốt vẫn toàn thây. Ông ta chỉ cần vung một đường kiếm đã phá tan bàn tay xương cốt, sau đó xông lên dùng một chiêu đánh bay công chúa. Yêu quái mạnh nhất Bạch Cốt quốc cũng chỉ có thể đỡ được một đòn. Thực lực tên này quá mạnh rồi. Ông vừa tiến lại vừa lên tiếng bằng giọng điệu tức giận. Ông vẫn luôn sủng ái cô nhất, vậy mà cô lại vì một người phàm như Đường Tam Tạng mà phản bội. Ba tên chiến sĩ Bạch Cốt nhanh chóng ra mặt bảo vệ công chúa. Yêu cầu ông ta im cái miệng lại, công chúa là bị ông ép nên mới thành bộ dạng như thế này. Hơn nữa yêu tinh ở Bạch Cốt quốc cũng đã bị ức hiếp lâu quá rồi. Ông ta vẫn cho rằng không có mình thì sẽ chẳng có yêu tinh. Bọn họ vẫn phản bác, mạng của bọn họ là thuộc về bọn họ. Vì công chúa, vì bản thân, bọn họ quyết tâm liều mạng. Bọn họ đồng loạt lao lên tấn công, sức mạnh của bọn họ không tầm thường, liên tục chèn ép hoàng đế vào thế khó. Tuy nhiên, hoàng đế Bạch Cốt vẫn chưa hề sử dụng bản lĩnh thực sự của mình. Ông ta vẫn chỉ dùng những đòn tấn công cơ bản mà thôi. Sau khi vận dụng sức mạnh, tốc độ của ông ta đã tăng lên chục lần. Chỉ một cái chớp nhoáng, chưa để cho bọn họ kịp phản ứng thì cơ thể đã bị hoàng đế chém thành hai phần. Ba chiến sĩ đồng loạt bị tiêu diệt. Trước khi tan biến, Đại Cốt chiến sĩ lên tiếng xin lỗi công chúa vì đã không trợ giúp được gì cho cô. Công chúa vô cùng đau buồn, nhưng cũng bất lực. Ông ta cho rằng bọn họ được mình ban cho cái chết là phúc phần của bọn họ rồi. Còn công chúa, ông muốn dạy dỗ cô thêm lần nữa, cho tới khi cô biết mình đã vô tri cỡ nào. Công chúa vẫn cứng đầu phản bác. Ông ta nghe xong liền đâm một kiếm xuyên người công chúa. Cái chết đối với cô chính là sự giải thoát, chẳng có gì đáng sợ cả. Hoàng đế cho biết, sau khi ông lấy được sức mạnh của Vĩnh Hằng Chi Hỏa thì mọi thứ sẽ bắt đầu lại. Ông giơ kiếm, định chém đôi người công chúa. Vậy nhưng còn chưa kịp làm chuyện đó thì Đường Tam Tạng đã đứng dậy tụng kinh. Cơ thể đại pháp sư tỏa ra sức mạnh chói mắt, vô số kinh thư bay ra ngoài. Đám xác sống bị chúng chiêu liền ngã xuống đất. Hóa ra kinh văn của Đường Tam Tạng có khả năng làm suy yếu ám hồn. Hoàng đế Bạch Cốt là căn nguyên của tất cả oán niệm tại nơi đây. Tiêu diệt được ông là mọi chuyện sẽ kết thúc. Ông ta vẫn không lo lắng, đây chỉ là sự chống cự đến cuối mà thôi. Nếu đã muốn chống cự thì ông sẽ để cho Đường Tam Tạng chết nhanh một chút. Vừa dứt lời, Sa Ngộ Tịnh đã bất ngờ đánh úp. Hoàng đế Bạch Cốt không kịp phản ứng nên bị chém một đường qua bụng. Cơ thể bị cắt thành hai phần, nhưng ông ta lại nhanh chóng khôi phục lại. Sau đó bắt đầu phản công đánh cho Sa Ngộ Tịnh sấp mặt. Không còn người cản đường nữa, ông ta nhanh chóng lao về phía Đường Tam Tạng. Đúng vào lúc này, một luồng sấm sét cực mạnh đã giáng xuống. Hóa ra người làm chuyện này chính là Ngao Tuyết. Dù bị ăn trọn một chiều sấm sét thì Hoàng đế Bạch Cốt vẫn không hề hấn gì.
Ngao Tuyết thì lao xuống Đắc Ý vì lại lần nữa cứu được Đường Tam Tạng. Hoàng đế cũng bất ngờ vì sự xuất hiện của Long tộc tại nơi này. Nhưng dù ai thì cũng vậy, hôm nay đều phải chết. Ông cầm kiếm xông lên, Ngao Tuyết phóng ra nhiều luồng sấm sét nhưng tất cả đều bị đối thủ hóa giải. Đường Tam Tạng phóng một luồng kinh thư đâm xuyên người ông ta. Kinh thư có thể làm suy yếu kẻ địch. Ngao Tuyết nghe vậy liền tung ra tuyệt chiêu, giáng một luồng sấm sét thẳng mặt kẻ địch. Đáng tiếc là sức mạnh của tên này quá khủng bố, sấm sét hoàn toàn không làm gì được. Ông ta lao nhanh về phía Ngao Tuyết. Hắn ta chưa kịp phản ứng thì đã bị ăn một đấm vào mặt, thân thể bay ra xa. Ngao Tuyết vô cùng tức giận với Đường Tam Tạng vì nghe theo sư phụ, tin rằng kinh thư làm cho tên kia suy yếu, ai ngờ ông ta vẫn không bị ảnh hưởng, hại hắn bị ăn một đòn đau đớn. Tiểu Vũ chứng kiến chuyện này liền vội vã chạy về phía Tôn Ngộ Không, kêu gọi cậu tỉnh dậy. Sau khi chạm vào cơ thể, ý thức của Tiểu Vũ lập tức tiến vào không gian tinh thần của cậu ta. Trước mặt cô là linh hồn Tôn Ngộ Không đang bị khống chế, bị vô số cánh tay xương cốt giữ lại. Tiểu Vũ gắng gượng tiến lên, cánh tay phóng ra luồng sức mạnh. Sức mạnh này làm cho Tôn Ngộ Không tỉnh lại và nhanh chóng thoát khỏi khống chế. Ở bên ngoài, Ngao Tuyết đang bị Hoàng đế Bạch Cốt dồn vào thế khó, ông ta nắm giữ hoàn toàn thế tấn công. Đúng lúc Ngao Tuyết sắp bị đâm một lỗ xuyên người thì Tôn Ngộ Không đã vung gậy ngăn cản. Trải qua lần sống lại, cơ thể cậu đã thay đổi, không còn bộ dạng khỉ con nữa mà đã biến trở lại bộ dạng trưởng thành vốn có của mình. Có thể nói rằng Tôn Ngộ Không chính là phòng tuyến cuối cùng của các thầy trò. Sự trở lại của cậu làm cho thế trận có thêm hy vọng.